Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 2018 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập những câu chuyện nhân quả tập 19. Hôm qua chúng ta học tập đến công đoạn vừa phát tâm đã vượt qua nhị thừa. Chúng ta đọc tiếp tục một công đoạn này để học tập. Kinh U Bà Tắc Giớ dạy rằng, khi có một người phát tâm Bồ Đề, tất cả chư thiên đều vô cùng kinh ngạc, vui mừng, cho rằng nay đã có được một bậc thầy trong hai cõi chờ người. Chỉ nói rằng vừa mới phát tâm, tất nhiên có thể hiểu là chưa từng trải qua sự tu tập chứng đắc. Như vậy mà đã vượt trên quả vị A-la-hán, đó là vì đã phát tâm nguyện ắt ngày sau sẽ được thành thụ. Cũng giống như vị thái tử vừa mới sinh ra, tuy hãy còn nằm trong nôi, nhưng tất cả các vị lão thần quan chức trong triều đình đều phải cung kính lễ bái. Chúng ta vừa đọc một công đoạn trong quyển sách An Sĩ Toàn Thư của Chu An Sĩ. Vì Chu An Sĩ này, khi những đức đọc lịch sử của Ngài, Ngài được ấn tổ là Tổ sư thứ 13 tán thán rất là lớn. Và vị này chuyên sâu niệm Phật. Khi cuối cuộc đời của Ngài biết ngày giờ giảng sanh, những công đoạn trong quyển sách của Ngài đều là trích lục từ kinh giáo. Nên những đức nói rằng chúng ta học quyển sách này thì cũng như là học kinh giáo. Vừa mới đọc một công đoạn để khuyến hóa mỗi một người tu hành chúng ta nên phát tâm Bồ Đề lớn. Vừa phát tâm đã vượt nhị thừa. Tuy chưa tu hành chứng quả, nhưng phát tâm đại thừa đã vượt qua mặt nhị thừa. Vì sao? Vì ngay chỗ phát tâm này nhất định là họ sẽ được thành tựu. Còn nếu họ muốn một đời này họ được thành tựu, thì chỗ phát tâm của họ phải giữ suốt cuộc đời. Còn nếu họ phát tâm nhưng đời này giữa chừng họ bỏ cuộc, thì ngay chỗ phát tâm đó của họ nhất định là một đời kiếp nào tiếp tục phát tâm tu nữa. Nhưng chúng ta khi gặp được pháp môn Tịnh Độ thì quý vị nên phát tâm Bồ Đề, chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà và phát tâm cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Giữ tâm nguyện này lâu dài cả cuộc đời mình đi. Khi những đức đi xanh quanh chùa chúng ta, có cảm giác rằng là đại chúng trong chùa mình phước báo rất là lớn. Quý vị để ý những chỗ này nè. Chùa chúng ta phần nhiều là các phòng của đại chúng đều có đặt máy niệm Phật. Máy niệm Phật xuyên suốt 24/24. Đây là phước duyên vô cùng thù thắng mới được cơ hội này. Quý vị phải biết, không phải ngôi chùa nào cũng bật máy niệm Phật 24/24 đâu. Những đức thì tin, dù là chỉ đặt chiếc máy niệm Phật thôi, nhưng sức ảnh hưởng
của câu Phật hiệu khi phát xuyên suốt đó sẽ ảnh hưởng cái từ trường nơi chúng ta ở rất là lớn. Từ phần người âm nghe thì tâm tư của họ cũng nhẹ nhàng được siêu thoát. Phần người dương thì cũng được hưởng từ trường nên sống rất là tốt. Quý vị biết rằng những đức coi lại những công đoạn khi chúng ta mới đi xuống dưới đây ở, những đức thấy các cụ trong chùa mình, các cụ còn già hơn bây giờ nữa, nhìn các cụ rất là già, cả những đức cũng vô cùng là già. Hôm nay những đức khi mỗi ngày làm phim thì nhìn các cụ thấy các cụ đã trẻ hơn lúc mà mới xuống đây 4 năm về trước nữa. Đây là những đức trước ngôi Tam Bảo nói cho các cụ có tính tâm. Vì sao? Vì thời gian các cụ đi xuống đây phần nhiều các cụ lo tu nhiều. Khi đi xuống dưới đây thì thời gian những đức khuôn khép đạo tràng cao hơn. Các cụ để ý lúc trước chúng ta chưa khuôn khép đạo tràng thì các cụ cứ thường xin đi về nhà, các cụ để ý đi. Nhưng khi chúng ta ở trong chùa mình tu hành, thí dụ như được 5-6 tháng, 1 năm, 2 năm, quý vị về nhà thời gian chừng nửa tháng, 1 tuần thì hình như là năng lượng đó của quý vị xài cũng sắp hết rồi đó. Một đại chúng những đức để ý thấy được, nếu thường trụ thường đi về nhà thì chắc chắn rằng đại chúng này không ổn định, chắc chắn không ổn định. Những đức đã nhìn nhận được chỗ này nên lấy tư tưởng của người đi trước sắp xếp đạo tràng, khuôn khép đạo tràng. Thời gian bây giờ thì thấy các cụ càng ngày càng khỏe, gương mặt rạng rỡ. Khi coi đến công đoạn mà cái cô làm phòng thuốc 4 năm về trước á, nhìn cô nó già mà ốm o. Hôm qua khi những đức làm phim coi lại, so sánh lúc đó với bây giờ, cô bây giờ trẻ hơn lúc đó rất nhiều. Từ ngay chỗ này quý vị phải biết được rằng phòng của quý vị, mỗi một căn phòng đều đặt máy niệm Phật xuyên suốt 24/24. Quý vị nghĩ nhân viên này đơn giản lắm sao? Thí dụ như một đứa bé nhỏ vừa mới sanh ra, quý vị không nuôi đứa bé nhỏ này, đem đứa bé nhỏ này đem vào trong rừng cho nó sống cùng với đàn khỉ, thì đứa bé nhỏ này khi lớn lên nhất định là thao tác của nó giống khỉ. Nó sẽ học được cách của khỉ sống y rang như khỉ. Chúng ta khi nói đến câu này thì quý vị phải biết, nếu chúng ta mỗi ngày tắm mình trong câu A Di Đà Phật thì nhất định từ từ chúng ta cũng sẽ giống giống Phật A Di Đà. Vì sao? Vì mỗi ngày nghe danh hiệu Phật A Di Đà và niệm danh hiệu Phật A Di Đà và nghĩ đến Phật A Di Đà và nghĩ đến thế giới cực lạc thì như đức nói bảo đảm quý vị từ từ cũng sẽ giống Phật A Di Đà. Khi cận tử nghiệp của mình thì sanh về thế giới cực lạc giống hết Phật A Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là chỗ vô cùng xác thực. Những đức nói rằng để bật chiếc thẻ mà 6 năm về trước những đức ngồi sắp xếp đạo tràng cho đại chúng mình nghe và thấy hình ảnh, quý vị thấy vô cùng là gùng gợn, xấu đến mức không tưởng tượng được. Đây là một số anh em cùng coi chung với những đức, anh em nói rằng không tưởng tượng được. Người này là người sắp xếp đạo tràng đó à, người chia sẻ Phật Pháp đó sao? Nhìn bộ gió Iran là đang quýnh võ đài nói chuyện Phật Pháp, mà Iran là thành long mà múa võ rắn vậy đó.
cái bộ gió rất là kỳ cục. Thêm lúc đó có một cô thì hoa mà thầy giảng xong á, thì cô lụm hoa đó lại, cô cắm vào những đứa cái chậu hoa để trước mặt, nhìn mắt cười. Những đứa thì lúc đó ốm, bộ gió thì kỳ cục lắm, ngồi ở trong cái vườn hoa giống như con ếch mua mai trong đó. Nhất định những đứa sẽ bắt cho quý vị coi, quý vị so sánh lúc đó với bây giờ thì quý vị thấy vô cùng là ngạc nhiên đó. Và một đoạn thu hình mà lúc những đứa bị nổi trái rạ, gớm ghê như người bị cùi vậy đó quý vị. Mà chính thầy nói rằng là chắc chắn rằng là gương mặt của chú bị rỗ, không thể nào lành lặn được. Những đức thì nghĩ rằng đi tu rồi, dù như thế nào cũng phải tu thôi, nên có tâm chấp nhận, cũng không có sức thuốc gì cả. Đến ngày hôm nay thì gương mặt của chúng ta cũng trở lại bình thường, không có gỗ. Những đoạn thu hình bây giờ và công đoạn lúc trước thì giống như bây giờ 10 phần, lúc trước chỉ được 3 phần thôi quý vị. Thay đổi đến mức như vậy đó. Nên những đức lấy cái đoạn thu hình 6 năm về trước, những đức để lại cái đề là kỷ niệm 6 năm về trước. Những đức ghi cái dòng chữ dưới đó rồi đưa lên trang YouTube Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ của chùa chúng ta. Khi để lên đó chỉ có một ngày thôi thì người vào coi thôi thiệt là đông, đúng là lăng xê. Vì họ thấy kỷ niệm 6 năm về trước, họ bấm vào coi thử có cái gì đây. Lúc đó họ bấm lên chắc họ cũng vô cùng ngạc nhiên. Có một người anh em đặt chiếc máy lúc đó mắc cười lắm. Mình thì lúc đó cũng không để ý. Khi đứng lên để niệm bổn sư thì đặt chiếc máy lấy nửa người những đức à. Nửa người mà lấy khúc nào? Từ ngang cái ngực đổ xuống. Có ai mà quay phim lấy người giảng pháp như vậy hay không? Lấy nửa cái ngực đổ xuống, còn cái đầu thì không lấy. Những đức thì có cái bệnh khi mỗi lần ngồi xuống nói chuyện là như thế nào? Thường là nhìn tiếu lắm. Không ai ngờ được rằng hôm nay chúng ta có thể ngồi nói chuyện bình tĩnh như vậy. Muốn nói lên cho quý vị nghe rằng con người phải có tâm kiên trì. Nếu quý vị mà nhìn hình tướng những đức lúc đó, chưa bao giờ quý vị suy nghĩ rằng hôm nay những đức có thể ngồi nói chuyện chia sẻ Phật Pháp mà bình tĩnh được. Điều là kiên trì quý vị à. Gần 10 năm trong đạo, đã 7 năm nói chuyện Phật Pháp. Từ một người không hiểu gì cả, nhưng được cái duyên vô cùng đặc biệt. Quý vị biết rằng nếu có người làm thì không có cơ hội cho những đức. Nhân duyên những đức cũng rất đặc biệt, là ít có người chịu làm, cuối cùng những đức phải làm. Cũng như nhân duyên đi xuống đây nè, không phải là nhân duyên của mình. Khi thầy đặt để không phải nhân duyên của mình, những đức biết. Nhưng lạ thay là những đức phải nhảy vào làm. Làm thì phải cố gắng. Rồi một số công việc không phải là những đức có thể làm, nhưng lạ là nếu không làm thì không ai làm, thì những đức phải làm. Làm rồi thành quen quý vị à. Như vậy thì chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ. Quý vị phải kiên trì, không phải một ngày một bữa, mà là kiên trì suốt cuộc đời của mình. Lợi ích này rất là lớn. Nếu quý vị có thể giữ được câu A Di Đà Phật mà kiên trì chịu niệm, học như Hòa Thượng Hải Hiền, bỏ ra thời gian 92 năm
thì những đức nói bảo đảm sự thành tựu quý vị quá lớn rồi. Những đức thời gian 10 năm nay không phải là quá chuyên nhất, còn sắp xếp một đại chúng lớn như vậy. Quý vị biết chỗ mà sắp xếp đại chúng như vậy phân tâm nhiều lắm, chưa phải là nhiếp tâm một điểm chính xác đâu quý vị à. Như vậy mà tu hành còn có chỗ tiến đó. Chậm nhưng có tiếng. Những chỗ chia sẻ này gần gũi để mong người người gặp được tịnh độ, nên phát tâm rộng lớn. Mình tu được an lạc, đem chỗ tu học của mình chia sẻ cho người khác. Thường có tâm như vậy. Và khi phát tâm đi tu, phải giữ cái tâm này cho chắc chắn, lâu dài. Giữ bồ đề tâm kiên cố. Quý vị phải cảm giác được Phật Pháp là chỗ thù thắng tôn. Khi quý vị cảm giác được chỗ này thì chắc chắn rằng là con đường tu của mình không bỏ. Vì sao? Vì có cảm giác Phật Pháp là tôn. Những đức càng ở trong ngôi Tam Bảo sống với đại chúng, nhờ đại chúng dạy cho mình rất là nhiều việc tốt, việc hay. Nên lấy những chỗ này chia sẻ, cùng học tập với nhau. Quý vị phải nhớ, thí dụ như chúng ta gặp pháp môn tịnh độ, chúng ta muốn đem pháp môn tịnh độ để chia sẻ cho người khác, thì chính quý vị là người phải có niềm tin đối với pháp môn tịnh độ. Và chính quý vị niệm câu A Di Đà Phật này phải có cảm giác an vui, cảm giác thích thú đối với câu Phật hiệu quý vị niệm, thì quý vị mới có thể đem pháp môn tịnh độ chia sẻ cho người khác. Thí dụ những đức đặc trách một người làm việc, nếu chính quý vị là người làm việc chưa thuần mà quý vị đi dạy người thì không bao giờ được. Quý vị phải nhớ, đơn giản đặc trách cho một người quay phim, nếu quý vị là người quay phim chưa đạt được tiêu chuẩn mà quý vị đi dạy người khác quay phim thì không bao giờ được. Nhất định đều là hai vị trí này thất bại hết. Vì sao? Vì một người làm chưa đạt đến tiêu chuẩn cao mà đưa việc làm đó cho người khác thì nghề của mình bị mai một, mình không tiến nổi. Vì sao? Vì chính mình mỗi ngày không rèn làm sao tiến. Quý vị phải nắm được phương pháp này. Khi quý vị được đặc trách là quý vị được duyên. Duyên này quý vị phải giữ cho chắc, phải rèn cái nhân duyên này càng ngày càng đạt tiêu chuẩn. Nghề của quý vị phải thuần, phải thành thạo, rồi quý vị mới có thể dạy người kế tiếp. Còn nếu quý vị học nghề chưa thành thạo mà đi dạy người thì không bao giờ quý vị làm được. Chắc chắn không bao giờ làm được. Thời gian những đức ngồi nói chuyện từ ở dưới đất cho tới bước lên bàn giảng gần 7 năm, những đức nói rằng cái nghề này những đức phải rèn luyện cho thuần, thuần và có kinh nghiệm, kinh nghiệm vô cùng sâu sắc, những đức mới bước xuống ngồi bên dưới đưa người lên trên ngồi. Vì sao? Vì mình ngồi đã thuần rồi, kinh nghiệm của mình có được rất là cao rồi, lúc đó mới dạy người khác thành công. Còn nếu chính chúng ta không được cái gì cả mà đã giao cho người khác, nhất định là mình không tiên. Một số anh em quay phim, tại sao những đức kêu quý vị quay những cảnh độc đáo nhất là dám cầm máy gọi vào sát gương mặt người khác? Vì sao? Vì những đức biết được rằng phương pháp nào cũng phải rèn luyện chính mình dạn dĩnh thì quý vị mới đạt đến trình độ cao nhất. Còn nếu quý vị không dạn dĩnh thì quý vị sẽ không đạt đến tiêu chuẩn của nghệ thuật. Chắc chắn là như vậy. Ngồi đây nói chuyện cũng vậy, quý vị phải dạn dĩnh trước công chúng, trước công chúng quý vị phải thành thạo
quý vị phải nhạy bén, hoạt bát và không run sợ. Như vậy thì trước công chúng quý vị mới có thể nói chuyện tự nhiên. Còn nếu không thì không tự nhiên. Khi không tự nhiên thì lời nói của quý vị sẽ không tự nhiên. Khi lời nói mà không tự nhiên thì bắt đầu là lựa câu hay để nói, lúc đó nói ra là không tự nhiên, người nghe sẽ cảm giác không thích thú. Nên mỗi một vị khi nghe chia sẻ như vậy, những đức nói với quý vị đây là kinh nghiệm, chúng ta có bao nhiêu thì chia sẻ ra bao nhiêu. Một người này tố chất không giỏi, nhưng người này có thể thành công là ngay chỗ nào? Người này kiên trì. Một người thầy dạy đệ tử, không có quan trọng quá người đệ tử này thông minh, nhưng rất là cần người đệ tử này chân thành, kiên trì. Khi được dạy là người đệ tử này sống chết phải làm đến cùng. Đây là chỗ thành tựu của một người. Còn quý vị biết có những người rất thông minh, nhưng khi quý vị dạy họ thì một thời gian họ nghĩ rằng họ rất giỏi và họ muốn qua mặt người thầy và họ dễ bỏ cuộc. Đây là người làm việc gì cũng thất bại. Những đức nói rằng những đức không hơn ai, những đức chỉ được đúng một chỗ khi làm việc gì những đức rất là kiên trì, nhưng đều là tùy duyên. Thí dụ như nhân duyên của những đức có thể đủ duyên mỗi ngày nói chuyện, đặt máy quay thu hình, thu âm, truyền tải ra bên ngoài, những đức được nhân duyên này. Nhưng quý vị phải nhớ, tuy những đức được nhân duyên này, nhưng nhân sự làm việc chung với những đức thấy không ổn thì nhất định những đức cắt nhân duyên này, có quyền cắt nhân duyên này, không làm nữa, chờ cơ hội thời gian đủ duyên tiếp tục làm nữa. Đó không phải là những đức bỏ cuộc, mà những đức nhận thức được rằng duyên của chúng sanh chưa đủ, duyên mình chưa đủ thì những đức tạm nghỉ. Còn nếu nhân sự cùng làm việc chung với những đức mà rất là nhiệt tình, rất là có tâm huyết, thì những đức nhận thức được rằng nhân duyên này mình đủ, chúng sanh được nhờ cũng đủ duyên, thì những đức tiếp nói là không phàn duyên. Đó là chỗ những đức làm không bị phiền não, không có nặng nề với công việc. Nên thời gian những đức có thể làm việc và có thể tu hành, ngày ngày vô cùng là thích thú, phát bồ đề tâm, là ngay chỗ chúng ta có thể hiểu biết. Hiểu biết làm thì nhất định là không bị phiền não, còn không hiểu biết làm mà khoan duyên thì nhất định là phiền não. Những đức gặp một người này, những đức nói chuyện, những đức nói với người này rằng anh phải biết, một người muốn thành tựu sự nghiệp được vững chắc thì anh biết khoảng tuổi nào hay không? Từ 40 tuổi trở lên thì người này mới có thể thành tựu được, con đường sự nghiệp của họ mới bền bỉ. Còn một người mà khoảng 20 mấy tuổi đến 30 tuổi, từ 30 tuổi đến 38 tuổi, nhất định không được phát triển quá nhanh, phải tự biết ghét mình lại, không được tiến nữa, phải đứng lại. Nếu chắc chắn nhất tuổi 45 là tuổi đủ nhân duyên phát huy. Vì sao? Vì người chững chạc, không có gấp gáp, có sức định thì mới tiên. Câu này chia sẻ cho người trong chùa, và chúng ta chia sẻ luôn cho người ở ngoài đời, những người kinh doanh ở ngoài đời. Nếu quý vị chưa được 40 tuổi mà sự nghiệp phát triển sớm, những đức nói bảo đảm sự nghiệp của quý vị sẽ không lâu dài. Quý vị sẽ gặp những trạng thái bị mất hết sự nghiệp. Còn nếu quý vị khéo biết đứng lại, bồi gốc, đó là bồi đạo đức, bồi gia đình có giáo dục,
Lúc đó khoảng 40 tuổi, quý vị lập nên sự nghiệp vững chắc, chắc chắn là như vậy. Đây là những đức đọc sách cổ người xưa đưa ra tư tưởng này, và những đức kiểm nghiệm xác thực. Như tuổi của những đức hiện tại là 38, người vẫn còn bồng bột, những chỗ làm không gấp gáp phải tiên. Đến 45 tuổi, lúc đó con người có hiểu biết sâu sắc, biết người biết ta, thì lúc đó tiếng mới chuẩn. Rất mong mỗi một người khi phát tâm đi tu nên an định tâm của mình lại, đừng nên gấp gáp, cố gắng bồi nhân duyên, bồi phước báo. Tu hành là cả cuộc đời, đủ duyên làm việc cho chúng sanh là cả cuộc đời, chứ không phải là một ngày một bữa. Những chỗ nói này những anh em phát tâm Bồ Đề cũng phải hiểu, đừng nên vội vàng gấp gáp. Biết rằng phát Bồ Đề tâm là vượt qua nhị thừa, nhưng anh em phải hiểu được Bồ Đề tâm này có thể phát lâu dài hay không, hay là phát nhất thời rồi chúng ta bỏ cuộc. Biết rằng nhân duyên phát Bồ Đề tâm, nhân này nhất định sẽ thành tựu một đời kiếp nào hoặc là đời này. Nhưng nếu chúng ta phát tâm đời này giữa chừng mà bỏ cuộc, thì chúng ta phải trải thời gian rất dài mới có thể tiếp nối Bồ Đề tâm mà phát. Còn nếu chúng ta kiên trì, biết lót nền móng cho chắc, thì quý vị khi nhân duyên đến thù thắng, phát tâm chuẩn như vậy, thì cả cuộc đời này của quý vị sẽ thành tựu y rang như người leo thang, phải leo từng mắt, từ dưới bước lên từ 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 từ, chúng ta mới leo đến mắt thang cao nhất. Còn nếu chúng ta một bước mà muốn bước tới mắt thang cao nhất, chúng ta làm không được mà còn hụt chân té, rất là khổ. Nên mỗi một anh em trong chùa chúng ta phần nhiều là còn trẻ, chúng ta phải an định tâm mình. Còn trẻ phải kiên trì, siêng năng, chịu khó, chịu cực, tạo duyên, tạo phước. Sau này sự thành tựu là có nền móng, nhất định thành tựu rất là lớn. Chỗ khoát tâm Bồ Đề này chúng ta chia sẻ như vậy để mỗi một người có thể làm việc từ đời lắng đạo. Tuổi của mình còn trẻ, đừng gấp gáp, phải nghe giáo dục, phải bình định lại tâm. Đó là chỗ thành tựu về tương lai rất là lớn. Kẻ khóa bia và người khắc bia. Đời nhà Đường có vị danh y là Tôn Tư Mạc, học được 30 bài thuốc hay của Long Cung, mang ra sử dụng bao giờ cũng hiệu nghiệm, liền ghi chép thành sách Thiên Kim Phương, lại khắc thành bia đá để truyền lại đời sau. Có người kia in ra được rất nhiều bản sách này rồi, liền phá nát bia đá để mong bán sách trục lợi, sau đó liền bị sét đánh chết. Lại có một người khác y theo sách ấy khắc lại vào bia đá, liền nằm mộng thấy Tôn Tư Mạc bảo rằng: số ông vốn không có con, nay nhờ công đức khắc sách Thiên Kim Phương vào bia đá, ắt sẽ sinh được quý tử. Sao người ấy quả nhiên sinh được con quý hiển. Chúng ta đọc những công đoạn này để học tập về nhân quả. Nên người người muốn gia đạo của mình hưng thịnh, chỗ đặc biệt nhất của chúng ta là bồi dưỡng cái gì? Bồi dưỡng giáo dục trong gia đình, tin nhân quả, bồi duyên tích lũy phước. Đây là chỗ gia đình
được hạnh phúc, con thảo cháu hiền vào trong nhà chúng ta. Một chỗ tốt, đem chỗ tốt này phát triển ra. Thí dụ như quý vị gặp được pháp môn tịnh độ, biết pháp môn tịnh độ, trong kinh giáo Phật cũng dạy rằng có thể thu nhiếp ba căn, độ khắp chúng sanh. Biết chỗ này quá tốt rồi, chúng ta tu học thấy lợi ích, đem chỗ tốt này chia sẻ cho người. Có một phương thuốc hay áp dụng giúp được nhiều người, phải đem phương thuốc này truyền bá ra rộng rãi cho người người được nhờ. Đừng nên giữ riêng để trục lợi cho cá nhân, đó là tâm hẹp hòi ích kỷ. Công đoạn chúng ta vừa mới đọc, người này đem một phương thuốc hay in ra để mà truyền bá lấy tiền, phá bia mà ghi phương thuốc thì quả báo bị sét đánh chết. Nhân quả vô cùng rõ ràng. Có tâm hại người trục lợi, hại người quay lại hại mình. Những đức nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng một công đoạn này, chia sẻ cho mỗi một người khi nghe phải cẩn thận những chỗ này. Đừng nên xem những chỗ này là chuyện nhỏ mà họa tai đến với mình, nhiều lúc mình cũng không biết. Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không khi qua bên Úc Châu định cư mở đạo tràng thì một số cây to cản đường chở vật liệu, thì Ngài cho một số vị pháp sư ra đặt bàn cúng giấy rằng chúng tôi đến đây xây đạo tràng niệm Phật, những cái cây to này cản đường lưu thông rất là bất tiện, hôm nay tôi cúng thần cây, nguyện 3 ngày sau sẽ đốn cây này. Thì 3 ngày sau đốn cây thì thần cây báo mộng cho một vị pháp sư nói rằng các người làm việc quá gấp gáp, báo cho chúng tôi 3 ngày nhưng 3 ngày thì dọn nhà không kịp. Hòa Thượng giảng thiết đến công đoạn này, Ngài nói rằng trong giới kinh của Phật thì nói 3 ngày nhưng người Úc Châu thì làm việc chậm lắm, nên cả thằng cây cũng chậm. Từ đó về sau thì Ngài nói rằng muốn đốn cây phải cho thời hạn 7 ngày. Quý vị nghe công đoạn này thì khi quý vị cắt nhà đốn cây có nên tùy tiện hay không? Lên trên núi chặt cây tùy tiện mà chặt, họa tai đến quý vị đó. Một cái cây qua hút đầu là có thằng cây chú ẩn. Nếu quý vị tùy tiện mà chặt cái cây là quý vị đang phá nhà người ta đó. Khi phá nhà thì người ta sẽ theo quý vị. Nếu phước của quý vị giảm chắc chắn là có họa tai đến. Còn nếu phước còn thì nhất định họ đang theo chờ cơ hội, vẫn là không được tốt. Nên rất mong những người cắt nhà chặt cây phải cẩn thận, phải cúng, phải nói lên rằng 3 ngày hay 4 ngày hay 7 ngày gì đó, nhưng giá chót là 3 ngày, quý vị phải kính. Kính người thì người kính mình, kính thần thì thần kính mình, kính ma quỷ thì ma quỷ kính mình. Nhất định phải có tâm đó. Nên rất là nhiều người không hiểu chỗ này, họ cắt nhà xong thì gia đạo họ suy sụp, người thì ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Một số chỗ làm của họ không hiểu đó, hoặc là nền đất độn thổ cắt nhà, họ tùy tiện cắt lên, họ không biết được rằng dùng đất nào cũng có chư hương linh ở, hoặc là có xác người chôn ở đó. Quý vị muốn đến nơi đó cắt nhà thì quý vị
phải lập bàn. Chỗ đặc biệt nhất là quý vị tụng một hồi kinh, phóng sanh, cúng thí thực ở nơi đó. Nói rằng 3 ngày sau thì khai mong các nhà ở đây, nguyện chư hương linh và những vị phước mặt phước mày ở đây, tôi đến ở đây để ở, nguyện quý vị gia hộ cho mọi việc suôn sẻ. Cúng người ta xong còn thưa người ta một tiếng, đó là cái lễ quý vị các nhà vô cùng là bình yên. Đây là chỗ chắc chắn là có lợi ích lớn. Cũng như ở trong chùa những đức hướng dẫn đại chúng, thí dụ như quý vị thấy một ổ kiến này đang bu quanh một đống rác, quý vị muốn dọn đống rác nhưng thấy kiến rất là nhiều, quý vị phải đi vòng quanh ổ kiến đó niệm Phật mấy vòng, rồi quý vị chắp tay quy y cho kiến và nói với các con kiến rằng 3 ngày sau tôi sẽ dọn đống rác này. Đống rác này để ở đây hơi bị chướng, không được lợi ích. 3 ngày sau tôi phải dọn đống rác. Nguyện các Bồ Tát kiến này giờ nhà đi chỗ khác giùm. Thì quý vị 3 ngày sau mới có thể dọn đống rác. Còn nếu quý vị tùy tiện lại dọn đống rác, đốt đống rác, thì quý vị tạo nghiệp sát. Nếu quý vị làm chỗ đó nhẹ thì bản thân quý vị thường nóng nảy, nặng một chút thì bệnh hoạn, nặng nữa thì tai họa đến với quý vị vì mang tội sát sanh. Nhưng những con kiến đó chết nó cũng sẽ không tha cho quý vị đâu, nhất định sẽ gặp quan gia đó. Người tu hành nên hiểu chỗ ngồi của những đức mỗi ngày tụng kinh. Quý vị biết gạch này lót lâu rồi thì những cái đường kẻ của gạch bị khuyết đi, kiến bò vào trong đó để làm nhà. Chúng ta lễ Phật thì không lễ niệm, nên khi lại xuống chán chúng ta úp xuống với gạch thì có mồ hôi. Mồ hôi thì nhất định là kiến sẽ bốc mùi, sẽ bò lên. Từ nơi đó mà chỗ ngồi thường có kiến nhiều. Những đức hồi tối nói rằng 3 ngày sau những đức sẽ cho người chét những cái chỗ khuyết đó lại, để cho kiến đừng làm ổ chỗ đó, để cho người dẫn chúng được tiện bề tu. Nếu chúng ta đang lễ Phật, đang niệm Phật mà kiến cứ bò nheo nhóc như vậy, quỳ xuống thì không dám, sợ quỳ chết kiến. Từ nơi đó tâm cũng không được thanh tịnh. Nên những đức nói rằng là 3 ngày sau những đức sẽ cho người chét những cái đường gon đó lại cho ổn định. Đó gọi là có lễ, chứ không có tùy tiện tự nhiên rồi chét lại. Thì chúng ta liếp nó sẽ nằm trong đó, chết đói trong đó. Nếu nó 7 ngày chết thì chúng ta đời nào đó sẽ bị nó nhốt trong hầm hoặc là trong hang chịu 7 ngày. Còn nếu 1 tháng thì nhất định một đời nào đó chúng ta sẽ bị nó giết lại, chết đói 1 tháng ở trong hang, trong hầm. Đó gọi là nhân quả 3 đời không sai chạy vào đâu. 3 đời đây không phải là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, mà 3 đời trong kinh giáo Phật nói là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là 3 đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhất định quý vị tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Nên chúng ta là người tu hành phải tin nhân quả, ngày ngày thường nghĩ thiện làm thiện, đoạn ác khoát thiện. Đó là chỗ gieo nhân thiện thì có quả thiện. Học Phật nhất định chúng ta phải nghe nhân quả sâu sắc, để mỗi một việc làm chúng ta, hành vi làm phải cho đúng. Chùa chúng ta thì mỗi ngày niệm Phật rất nhiều, nên con vật tập trung về chùa rất nhiều. Quý vị đi xung quanh chùa coi chùa chúng ta, ổ ong rất là nhiều, đóng toàn bộ ổ ong to to. Nhưng điều những đức khuyên anh em phải có lễ với nó. Khi đi tưới cây gặp nó là phải quy y, nói chuyện với nó giống như mình đối thoại với con người.
nó đều nghe hiểu biết. Chúng ta phải tin lời Phật dạy. Phật nói rằng tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Trong giới kinh thì Phật dạy rằng nếu đi một đoạn đường có đường mòn thì chúng ta cứ đi, nếu có đường mòn mà tùy tiện đi vào cỏ thì nhất định gọi là phạm giới. Vì tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Nói như vậy thì những người mằn cỏ có nên mằn cỏ hay không? Đó là chỗ phương tiện. Quý vị nếu không cần thiết thì đừng tùy tiện dẫm đạp lên cỏ. Còn nếu cần thiết thì những cây cỏ này cũng có tâm cống hiến để cho môi trường sống được sạch sẽ. Nhất định là có tâm như vậy, phải hiểu được nguyên lý đó. Hôm qua có một bà cụ hỏi những đức một câu này cũng hay. Bà cụ hỏi rằng thí dụ như chúng con đang ngồi niệm Phật, quý thầy đi vào chánh điện công phu, chúng con thấy có những người thì đang ngồi như vậy, đang niệm Phật, thấy quý thầy bước vào thì xá xuống, còn có những người không xá xuống. Như vậy thì con thỉnh hỏi thầy, chúng con không xá có tội hay không? Những đức nói, người xá đó có lỗi, người không xá đang nhiếp tâm niệm Phật thì có công đức. Câu này ai dạy? Có một lần Hòa Thượng Hư Văn là một vị cao tăng của thời đại, ngài rất nổi tiếng. Ngài đi đến đạo tràng đó đang niệm Phật thì người trong đạo tràng nhìn thấy ngài, mọi người chạy ra. Thì ngài đi vào trong đạo tràng nói chuyện với họ, ngài nói rằng về sau tuyệt đối các người không làm như vậy. Nếu các người mà làm như vậy nữa, nhất định tôi sẽ không đến đạo tràng này, vì tôi không muốn tôi là ma ba tuần. Khi quý vị đang niệm Phật gặp tôi thì bỏ câu Phật hiệu, chạy ra lễ lại xá tôi. Như vậy quý vị hãy ngồi suy nghĩ, không lẽ tôi hơn Phật sao? Quý vị đang niệm Phật phải cung kính Phật, phải nhiếp tâm niệm Phật, làm gì gặp tôi mà xá, chạy ra lại tôi. Làm như vậy gọi là sai rồi, bỏ gốc chạy theo ngọn. Câu này là giải đáp đó, mong đại chúng này hiểu. Đang niệm Phật thì cứ nhiếp tâm mà niệm Phật, quý thầy vô quý vị cứ chắp tay niệm Phật bình thường, không cần thiết phải xá lên xá xuống. Tâm cung kính là phát từ tâm, phải hiểu biết. Không hiểu biết thì là mê hoặc điên đảo. Quý vị ngồi suy nghĩ đúng hay không? Có một chỗ nữa đạo tràng phải được găng nhắc. Khi chúng ta tu học xong, đi ra bên ngoài là chia ra hai cửa. Người hàng đầu đi dứt hàng, hàng kế phải canh được. Hàng đầu đi sắp sửa chúng ta kế tiếp thì chúng ta bước ra. Người đứng quay mặt về phía trên Phật, khi đi ra thì chúng ta xoay người lại. Nhưng phải biết được hàng trên đi sắp sửa hết hàng, chúng ta nói tiếp theo. Chứ không được người trên đi chưa xong mà người giữa đã tràn ra chặn ngang đường. Quý vị gấp gáp chi như vậy? Gấp gáp mà trở thành chậm. Vì sao? Vì chúng ta chen lắng nên đường nhỏ đi không được, cuối cùng chen lắng chậm hướng đi để cho người ta đi dứt hàng, chúng ta nói theo chỉ có một chút, nhưng nhìn hình tướng trang nghiêm vô cùng là đẹp. Chỗ này những đức nhắc nhở để cho quý vị giữ công đức phước báo đó. Những đức đứng đây niệm Phật thấy hàng trước chưa đi xong thì hàng sau tràn đến, người trước cũng tràn ra, cuối cùng thì chẹt đường cùng chen nhau mà đi, thì nhiều lúc sanh tâm phiền não. Đó là những chỗ quý vị phải được găn nhắc để tâm chúng ta bình định, không có chen lấn với nhau. Chỉ có một chút, cần gì phải chen lấn với nhau? Những chỗ này quý vị cần nghe hay không? Quý vị bị dính đó. Những đức nêu lên nhất định là xác thực. Nên những đức ngồi đây niệm Phật, đứng đây niệm Phật đều có lợi ích cho đại chúng.
Vì đem những chỗ này chia sẻ ra, quý vị có lợi ích. Và những đức khi thấy một số khoái đoàn những ngày lễ đi đến chùa chúng ta tu học, có những chỗ này những đức chia sẻ, nếu họ nghe được thì quý vị phải được ngăn nhắc nè. Chúng ta tổ chức khoái đoàn đi đến đây tu học những ngày lễ vô cùng là đông. Những đức cho mấy chú đặt máy quay lại, những đức lên làm phim coi lại hết, nhìn thấy cũng vô cùng là nguy hiểm. Phía trước này là dòng xây, xe lớn rất là nhiều. Nhưng khi lễ xong thì ai cũng tranh nhau chạy ra để mà đi về tranh thủ. Có nhiều trưởng đoàn hói tranh thủ ra. Có những người già thì đi chậm, bị hói quá thì hấp tấp, cuối cùng tu nguyên một thờ lên xe thì sanh tâm phiền não. Hoặc là quá gấp, xe chàng ào ạt ra, ai cũng tranh nhau đi ra, cuối cùng thì mất thăng bằng nên xảy ra tai nạn. Biết rằng chưa từng xảy ra tai nạn, nhưng chúng ta phải nghe để mà răn nhắc, đừng để xảy ra chuyện thì chúng ta mới lo, thì muộn màng rồi. Quý vị biết, mỗi một người chúng ta thường là không nhận thức, mắt trâu thì mới làm chuồng. Đừng nên làm chỗ đó, có chỗ cảnh giác trước vẫn là lợi ích lớn hơn. Nên những chỗ học tập này về nhân quả trong nhà Phật, rất mong quý vị nghe, có được chỗ lợi ích phải tin nhân quả. Người mà tin nhân quả thì tu hành nhất định là tiến tu. Những đức đọc một công đoạn nữa cho quý vị nghe. Xưa vào thờ Đức Phật Ca Diếp tại thế, có hai anh em nhà kia đều xuất gia làm sa môn. Người anh trì giới tham thiền, hết lòng cầu đạo nhưng không tu hạnh bố thí. Người em lại siêng tu phước nhưng thường phạm vào giới lực. Về sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người anh chứng đắc quả vị A-la-hán, nhưng vì chưa từng tu phước nên thường đói thiếu, ăn chẳng được no. Người em do thường phạm giới nên phải xin làm con voi. Tuy nhiên do đời trước thường tu phước nên tuy sinh vào loài súc sinh lại được đức vua yêu thích, thường cho mang trên thân đầy những thứ vòng ngọc châu báu, lại ban cho thực áp đến trăm bộ, thức ăn thường dư dật. Cho nên nói rằng tu phước không tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, tu huệ không tu phước, là hán thường đói thiếu. Quý vị nghe những công đoạn này nên rất là cần tu phước huệ. Người trong chùa chúng ta ngày ngày quý vị ở trong đây là tu phước huệ đó. Những đức nghe hòa thượng giảng chân thật là hiểu mới làm đó, không hiểu thì làm sao làm. Trong khi chùa chúng ta mỗi ngày ở đây niệm Phật tu hành lo cho gần 300 người, một ngày 3 bữa cơm nấu, quý vị ngồi suy nghĩ đi, từ người lặt rau nè, người lo củi nè, người nấu cơm nè, người nấu thức ăn nè, dọn bàn nè, lau bàn nè, rửa chén nè, một ngày 3 bữa đó quý vị ngồi suy nghĩ như thế nào. Nhà chúng ta lâu lâu đám giỗ chỉ có 5-6 mâm thôi mà quý vị biết lo trước mấy ngày đó. Vậy đó mà chùa chúng ta ngày nào cũng là 300, hơn 300, còn ngày chủ nhật thì số lượng đông như vậy, ngày lễ thì đông như vậy, thì quý vị nghĩ đại chúng lo như thế nào. Người trong đây họ cũng nhiệt tình cùng chung tay lo đó, ngày ngày xuyên suốt như vậy. Nhưng chúng ta mỗi ngày còn tặng cho thức ăn, cơm. Một số người làm việc bên ngoài, thí dụ như họ làm bảo vệ, họ làm công ty bảo vệ khu công nghiệp, một ngày trung bình là 200 phần cơm nữa đó. Quanh năm một số người họ nói rằng
Chúng tôi rất là biết ơn chùa Hộ Pháp. Lúc trước làm quanh năm không có tiền gỡ về cho vợ con, lương không nhiều, thuê nhà, ăn cơm, đổ xăng, nên không có tiền dư. Từ khi tổ đình Hộ Pháp cho ăn cơm đến ngày hôm nay thì chúng tôi mỗi tháng đều dư tiền gỡ về cho vợ con, mà còn biết gỡ Phật Pháp về cho gia đình nữa. Thiệt là biết ơn. Nên lâu lâu thì mua vài ký gạo đem vào chùa cúng dường chùa. Quý vị nghe họ nói chỗ này chúng ta cũng cảm thấy ấm lòng. Đó là chỗ họ làm kiếm tiền gỡ về gia đình lo cho vợ con, còn chúng ta là lo cơm cho họ ăn mỗi ngày. Đi làm tới giờ vào đây lấy cơm đi ăn. Có người đặc trách làm hộp cơm đàng hoàng. Nếu không hiểu thì quý vị đi làm chỗ này làm chi? Nhưng khi quý vị hiểu rồi thì quý vị biết được rằng kết nhân thì chỗ quả, gieo nhân gì chỗ quả nấy. Thì quý vị biết được rằng tại sao nơi đây hơn 300 người mà đồ đạc dư giả. Đường quý cô báo những đức biết rằng: thầy ơi, đường hôm nay mấy tấn đường dư như vậy, ăn không hết, đem đi đâu đây? Những đức nói: để những đức sắp xếp. Chùa chiền rất là cần đường, đâu phải nơi nào cũng có đường nhiều như vậy. Gạo thì quý vị biết rằng lúc nào cũng dư gạo rất là nhiều. Dầu ăn thì khỏi cần phải mua, người đem lại dư giả. Từ đâu mà ra? Từ ngay chỗ bố thí thì được của cải đầy đủ, thí pháp thì được trí tuệ sáng suốt, phóng sanh thì được sức khỏe sống lâu. Ngay những chỗ này tu thì có, không tu làm sao có. Quý vị hiểu được rồi thì chân thật mà tu, nhìn thấu buồn xuôi. Sáng hôm nay chúng ta học tập đến đây, xin mời đại chúng chắp tay lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.